Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ của Ngọc Nguyễn Store. Hôm nay chúng mình có ở đây sản phẩm Dell XPS 159500. Một dòng máy vẫn luôn được đánh giá là một trong những chiếc laptop hấp dẫn nhất trên thị trường, từ thiết kế, hiệu năng đến các tính năng khác. Với cấu hình CPU, Intel Core i7-10750H, 12MB cache, cấp to 5.0GHz, 6x12 luồng. RAM, 16GB DDR4, bus 2933MHz, 2 slot. Ổ cứng, 512GB SSD M.2 NVMe Các đồ họa Nvidia GeForce GTX 1654GB GDDR6 Màn hình 15.6 inch Full HD+, 1920x1200 Cổng kết nối Thunderbolt 3 USB-C 3.1 SD jack 3.5mm USB-C to USB AV 3.0 Chất lượng hoàn thiện sản phẩm là tuyệt vời Mặc dù XPS 15 mới không đáng kể hơn so với sản phẩm trước, có kích thước lớn hơn, nhưng nó nặng gần bằng nhau 2,05 cân. Lần đầu cầm XPS 15 9500, bạn sẽ ngạc nhiên về độ dày của nó so với kích thước của nó. Cùng với đó là thiết kế bên ngoài với nắp nhôm CNC màu bạch kim và logo đeo nổi bật. Giống như XPS 13, đeo XPS 15 9500 cũng được làm các phím bấm lớn hơn nhưng vẫn giữ được khoảng cách đồng đều giữa các phím. Độ này tốt, phản hồi nhanh cho cảm giác gõ thoải mái có một chút linh hoạt với sàn bàn phím và có đèn nền hai giai đoạn phong phú có độ tương phản tuyệt vời với các phím tối. Về phần touchpad, sở hữu kích thước đến 15x8,9 cm, Dell XPS 15 là một trong những chiếc laptop có touchpad lớn nhất trên thị trường hoàn toàn có thể giúp bạn dễ dàng điều khiển toàn bộ màn hình mà không bao giờ chạm đến cạnh của touchpad. Trải nghiệm touchpad trên XPS xưa nay vẫn được so sánh với MacBook, kết hợp với kích thước tăng lên đáng kể giờ đây trải nghiệm trên XPS 15 đã gần như sánh được với trackpad huyền thoại của MacBook nhưng tất nhiên vẫn thua về Fox và khả năng tối ưu của phần mềm. Dù có phần viền màn hình siêu mỏng, nhưng Dell XPS 9500 vẫn khéo léo đặt ghép cam ở vị trí cạnh trên tối ưu nhất cho người dùng. Tất nhiên ghép cam đã được cải tiến với kích thước siêu nhỏ XPS 9500 được trang bị tới 4 loa đến từ Wayner x 3D. Trong đó có hai loa toàn giải và hai loa tweeter mang đến khả năng tái tạo âm thanh tuyệt vời, âm thanh 3D sống động và được laptop Mac đánh giá là một trong những loa laptop tốt nhất hiện nay. Giống như dòng 13 inch, Dell XPS 159500 cũng không còn cổng USB-A truyền thống mà thay bằng 3 cổng Type-C, trong đó có 2 cổng hỗ trợ Thunderbolt 3. Máy có cổng nguồn riêng và vẫn còn giác âm thanh 35 5 nên cơ bản là tương đương với MacBook Pro 16-inch. Nhưng có một điểm đáng khen mà những bạn chụp hình quay phim bán chuyên chắc chắn chắn sẽ thích đó là máy vẫn còn khe cắm thẻ nhớ SD đầy đủ. Với cấu hình CPU, Intel Core i7-10750H và Nvidia GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 máy chỉ sử dụng cho các nhu cầu thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, dựng phim mức độ vừa phải. Ít có máy tính sách tay nào như XPS 159500 kết hợp trải nghiệm giống như Ultrabook cao cấp với một số hiệu suất cao mật mà trên một chiếc laptop nhỏ gọn. Nhưng điều làm cho XPS 15 hấp dẫn cũng là cảm giác quen thuộc của nó và được thiết kế lại theo kiểu mới, mỏng hơn, chắc chắn hơn và cao cấp hơn hẳn. Sản phẩm này đang có mức giá vô cùng hợp lý tại trang web Ngọc Nguyễn và nếu các bạn có quan tâm đến sản phẩm hãy truy cập đến đường link mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video thì mọi người hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.